Chào anh em nhá. Chào anh em và chào bà con. Tất cả công việc của phủ hôm nay nhiều chuyện nó chưa đâu đâu à. Hôm nay việc của phủ thì mọi việc thì cũng đang là đang tiến trình nốt ngay ngày mùng 3, mai là mùng 4. Sơn nốt cái tàu, cung tiến cái tàu này ra sông. Thì ngày mai là sẽ phải hoàn chỉnh cho xong cái tàu này. Anh em của phủ đang cố gắng, thực sự là đang rất là cố gắng để cung tiến cho xong. Vừa rồi có một cuộc điện thoại của một thằng địt mẹ hàng dở hơn cắm lợn nào trên Hà Nội ấy, nó gọi điện cho mình xong rồi nó lèo nhèo rồi đánh lô đề để công đức cho bà con của phủ. Mình ghét những cái kiểu địt mẹ hàng, cái thằng đàn ông như con đàn bà rồi. Sao thế? Lô rồi có việc gì không? Có xem thì tôi đã báo các bạn là tầm đêm thì tôi làm, nó tầm 1 giờ là tôi nghỉ rồi. Mà cậu ở phủ thì kệ cậu, chứ tôi cũng đang phải làm như này, tôi có chơi đâu. Cái này tầm mai thôi, chứ còn đêm là tôi đã phải dừng rồi. Sáng mai bạn nhé. Đến đòi xăm bói tầm này bố tôi chịu. Chào anh em nhé. Chào tất cả anh em. Đây là chiếc thuyền mà tôi đang làm này. Cấp tốc là ngày mai, ngày mai ngày kia là tiến rồi. Đang làm chiếc thuyền đẹp nhất Việt Nam, thuyền mã đẹp nhất Việt Nam này, bởi vì sẽ làm nó đẳng cấp luôn. Đấy, cùng anh em công việc thì nó rất là nghèo, thời gian nên nó không còn còn là bao nhiêu, là tầm mùng mai là mùng 4, ngày kia là mùng 5 mà đang phải làm cấp tốc các bạn ạ. Đó, cấp tốc luôn. Cái này là hiện giờ là toàn bộ anh em ở phủ làm hết nhá. Tất cả đang làm. Thuyền này sẽ là thuyền đẹp nhất Việt Nam này luôn. Trước điện thoại đây. Sẽ là đẹp nhất đất nước này, Việt Nam này là có 1 không có 2. Các anh em đang làm cố bởi vì việc nó rất là nhiều. Tôi đã nói với anh em rồi. Thời gian tôi rất là bận, không có thời gian đâu. Một số thành phần ấy, gọi điện lô đề cờ bạc, xong rồi lại còn gạ gẫm tôi, xong rồi bố láo bố tuét thì mẹ mày nhắn tin gọi điện thoại cứ leo lá lô đề. Anh đánh được anh công đức hết vào phủ, địt mẹ nhà mày, mày chết đi chỗ lành. Bố mày cũng xin một thằng cờ bạc nào đâu mà địt mẹ mày cần cái đồng tiền cờ bạc chứ mày, bẩn mồm đi, bực kết cả người. Bố mà đã ghét thì địt cả nhà nhà mày, loại mẹ mày lèo lá. Bố mày ghét nhất là loại đàn ông lèo lá, địt mẹ mày. Đàn ông đàng hoàng một lời thôi, địt mẹ mày. Cứ lèo lá là bố mày ghét, mà ghét là bố mày không buột, đút bời của nói chuyện với mày. Mẹ, con người ta nó phải bản lĩnh. Một lời là một lời, không có nói nhiều. Giúp là giúp và không giúp là thôi. Gọi điện 5 lần 7 lượt. Hùng Tây ơi. Hùng Bảy Chấp còn đang phải làm. Còn đang phải làm cầy mặt ra đây. Anh em nhìn này, tầm này đó là người ta ngủ rồi, phủ vẫn còn anh em phải làm. Dán suốt từ chiều bây giờ. Mẹ việc thì nó nhiều chứ không phải ít việc đâu, không phải một việc hai việc đâu.
Công việc bây giờ nó vất vả, thời gian đấy nó không còn nhiều, nó gấp rút rồi, phải nhanh chóng gọn nhẹ để làm cho hoàn thiện. Nói ra thì rất là khó nói, khó nghe, nhưng mà bực lắm. Anh biết mà. Chào Cát Bụi nhá. Đại ca xong phát là đi ra cho em quay phát cho đủ thuyền nhé, cho nó đẹp. Tác phẩm của đại ca. Anh em tầm này cũng đang làm. Chào đúng Lê nhá. Tôi cũng chả làm cái gì ở. Tôi thật, tôi bận như thế này. Mấy ngày hôm nay, cả ngày hôm nay tôi ốm từ sáng giờ, tôi ốm. Sốt cao, ốm, ho, mệt mỏi. Người hôm qua đi ngồi trong điều hòa nhiều, nắng nó quen rồi. Đó, các bạn nhìn sao? Cái thuyền rực rỡ rồi nhá. Có chứ, phải sơn chứ các bạn. Tôi sơn và lắp cả đèn nháy vào nữa. Lắp cả đại bác vào nữa. Đấy, lắp cả đèn nháy, lắp cả đại bác vào nữa. Lắp cả chiến xa nữa. Ngày mai có chiến xa bắn lổ mẹ mày. Tôi ngưng luôn. Đừng mà đùa khoa rùa ở đây. Mẹ cân hết trái đất luôn ý, Việt Nam mình ý. Đây sẽ là thuyền chiến đẹp nhất cái nước Việt Nam này. Anh Thăng Thiên làm chỉ được dựa vào mình. Chúc anh Thăng Thiên chết chú em tôi. Nhìn này. Đẹp chứ không em. Đẳng cấp luôn. Các anh tôi nhà mày thức đêm thức ngày cùng làm. Đó, từ cái nhỏ đến cái lớn. Cái này mà mai lên màu nữa thì đẹp nhất Việt Nam luôn. Không có cái thứ hai. Tóm lại để mà nói về đẳng cấp thì không có cái thứ hai trên đất nước Việt Nam này. Chỉ có một cái duy nhất là Phú Đức làm được thôi. Còn nếu có cái thứ hai thì chặt đầu tôi đi. Đỡ nó nhiều đâu đâu. Thuyền này nó có cả đại bác luôn. Đấy. Thuyền chiến đại bác này. Mã tiến cung tiến lên này. Đầy đủ hết. Cái này là to nhất Việt Nam. Và đẹp nhất Việt Nam. Nhưng có một cái điều đặc biệt nhất là một điều kỳ lạ mà trong câu chuyện này là nói nhảm là có thật. Ngày hôm qua quét sơn đến cuối cùng nó hiện ra mỗi một số 79, đè đổ đúng 79 luôn. Đây là tôi không nói sai, bởi vì cái người quét này cả phủ chứng kiến, quét cả một cái sơn này lên có đúng một số 79. Chiều ngay quét toàn bộ số sơn này lên nhá, toàn bộ số sơn này lên thì nó hiện ra số đúng số 11. Này này, lạ kỳ chưa? Quét toàn bộ số sơn này hiện đúng một số 11 luôn. Tôi có video clip chiều nay tôi có quay lên cho trong nhóm anh em group là những nhóm thiện nguyện ấy, đi chơi ấy, là tôi có đăng lên ấy, là có cả số 11 này. Lạ lắm. Hôm qua là có số 79. Số 79 ở đây đúng không anh nhỉ? Đúng không? Đấy giờ dán đấy, đấy không? Dán hết tất cả lên nhưng mà mực đỏ nó hiện lên mỗi số 79. Ngày hôm nay hiện mỗi số 11 thôi. Hai ngày chúng đề thông rồi. Đấy, cái chuyện này cũng lạ kỳ. Nó là cái tàu thôi chứ không là cái gì cả. Đây là tôi đang làm đấy cùng anh em. Ghê nhỉ anh nhỉ, khét nhỉ. Mùng 5 này anh làm lễ buổi chiều. Anh mong chú về phủ chơi với bà con ở phủ và làm lễ cùng với ở phủ. Mùng 5 này anh làm lễ tế ở ngoài sông. Nếu như có duyên thì chú về phủ nhá. Cửa Việt ạ. Chiều ngày mùng 5 vào 5 giờ chiều mình làm lễ. Nếu bà con nào mà có duyên về phủ thì về phủ nhá. Bà con nào mà làm sớ mà xin công việc hay xin một cái gì bế tắc thì tôi sẽ hỗ trợ cho bà con. Còn chiếc thuyền này thì hiện giờ là đang là đẹp nhất rồi. Không có chiếc thuyền thứ hai
trên đất nước ở Việt Nam ấy rồi. Bởi vì độ làm tỉ mỉ và độ cẩn thận này thì chỉ có Phủ làm được thôi. Anh chưa? Mùng 5, 5 giờ chiều mình làm lễ. Thì ngày ngày mai là mùng 4, ngày kia là mùng 5. Nhá. Tôi nói đây anh em cũng vất vả trên công việc là nó được thực tế, cực kỳ là vất vả luôn. Nhọc nhằn lắm, không phải là đơn giản đâu. Tiền có hay không có cũng quan trọng, mà quan trọng nhất là nó được việc. Cái này đối với tôi bây giờ nó là một cái tác phẩm nghệ thuật của Phủ, cũng là một cái danh dự của Phủ nữa, chứ không đơn giản. Báo anh em là Sơn Văn nhá. Báo anh em là, nói thật với anh em là, báo với anh em là kép là ngày 25, 26, 27 là kép sẽ ra. Và kép ra là kép Bắc là có 7, 8, 9 và lót con 11, à con kép 11 và 33. Nếu thích chỉ có con 11, 33 và 77 ngoài chấm hết. Đấy là những con kép có thể là ra được trực diện. Đã báo anh em như thế rồi thì cứ đúng như khuôn nếu mà làm chứ làm sao phải trình bày làm gì. Làm sao hôm nay mình buồn cái là mình mua, có một người bà cô ở trong Sài Gòn mua tượng ông Bảy gửi ra ngoài này mà hai lần. Lần thứ nhất là chủ tượng đưa nhầm cho quan đệ ngũ, lần thứ hai là ngày hôm nay nữa. Mất công đi mất công về để sơn ông Bảy tượng màu đỏ, chán chán tận cổ. Tôi nói anh em biết là mang tiếng là dân làm tượng mà đi sơn áo ông Bảy mà tượng màu đỏ thì tôi nó không thể ngửi được. Không thể ngửi được, nào ngửi nổi được. Không cần phải rút điện đâu béo ơi. Kệ nó, cứ để đấy. Wi-Fi đấy không có đâu. Tượng Bảy đi sơn màu đỏ thì tôi nói thật là không thể ngửi được. Không thể yêu thương được. Chán lắm, chán thực sự luôn. Mất tiền, mất của, mất công, mất việc, chưa đâu vào đâu cả. Đâm ra là ngày mai tôi có thể lên Hà Nội. Mai tôi lên Hà Nội tôi đi lấy tượng ông Bảy thôi. Chứ còn sợ nhất là cái kiểu nhà mớ mà gọi điện cho mình một ngày đến là mười mấy hai mươi cuộc điện thoại. Mang tiếng bán tượng mà lại không biết về tượng ông Bảy là màu gì. Mà tượng ông Bảy đưa qua địa ngũ được đến bó tay. Bảo rồi, nói rồi, không nghe, xong đưa quan địa ngũ xuống. Mình mở ra ngã ngửa ra mà sao em lại đưa quan địa ngũ này. Thế bảo em ơi, tượng ông Bảy mà lại đưa quan địa ngũ này thì em thờ kiểu gì. Thế là chả nói năng gì cả, lặng lẽ đổi cho mình pho tượng khác. Thì đưa ra cho mình pho tượng này, đưa cho mình pho tượng ông Bảy áo đỏ chót, màu bóc đô. Thế là mình chán tận cổ lốt, mình chả nói câu gì nữa bảo. Nếu như mà trong cái tình trạng mà như thế này thì sáng ngày mai mình sẽ phi lên Hà Nội. Lội trong trưa ngày mai mình phi lên Hà Nội, mình mua một pho tượng ông Bảy về để tạm thời trong thời điểm này ở trong cái này. Chán lắm, xuống nhận tượng làm cho cả Phủ, toàn bộ 170 pho tượng của mình với cả tượng ở trên Điện Biên cho mình, đục tượng gỗ mà bây giờ thì đến cái màu tượng không sơn được thì mình đặt niềm tin gì cho những người thợ này được. Nên là chắc là mình không thể làm được. Hiện giờ tượng thì mình đang để ở Phủ, nhưng mình không giả nữa, bởi vì quan điểm bây giờ là lỗi rồi thì không thể giả. Cứ đi giả một lần, hai lần rồi, hai lần rồi, lần thứ ba mà đem đi giả nữa thì chó ỉa bàn cờ, dơ mặt tướng thì ai ngửi được. Đi làm thợ thì mình phải biết mình đang bán cái gì. Người ta thờ ông Bảy đưa quan địa ngũ cũng được thì nên bó tay. Sau rồi lại đưa ông Bảy đưa áo màu đỏ chót, sơn màu đỏ bóc đô vào. Thế nó phải màu tím như đây, màu đỏ bóc đô thì có liên quan gì đến ông đâu mà lại, ông Bảy lại mặc áo nó phải màu tím. Màu tím thì không liên quan gì áo màu đỏ cả. Chào Minh Anh nhá. Đây này. Mang tiếng là dân chuyên. Mang tiếng là dân chuyên làm tượng Hà Nội. Mà dân chuyên thì tôi đã nói với các bạn là dân chuyên thì nó phải, cái gì thì nó cũng phải 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 chuyên chứ. Chuyên kiểu ôi ôi như này thì chuyên làm cái gì. Mạng không có gì. Tí nữa tao sẽ đưa cho mày các bạn. Công an thì các bạn.
Tí tao cho mật khẩu. Cái thằng Demon ạ, thằng Demon ạ, mày là một cái thằng mà tao nói dùng từ không khác gì thằng Hoàng, là một thằng súc vật. Tao là thằng cực ghét địt mẹ mày, một thằng đàn ông la liếm không có vô liêm sỉ. Mày bảo mày đi tự tử, mày tự tử mày chưa chết à? Mày vẫn vào cái comment. Tao nói thằng thằng Demon ạ, mày là một thằng đàn ông mà địt mẹ mày vứt đi nhất trong cái xã hội này. Một thằng đàn ông mà địt mẹ mày bên trong là một con đàn bà còn tệ hơn con đàn bà. Mồm nói được mà không làm được, địt mẹ tao không bao giờ lẻ cái loại đấy. Tao hứa danh dự với những thằng mà địt mẹ mày mồm nói không làm được, không bao giờ tôn trọng. Tao nói thật là tao ở xã hội này, nhiều em, nhiều anh ở với tao thật, nhưng mà tao không bao giờ tôn trọng những thằng mà địt mẹ nói không làm được cái gì. Tao cực ghét luôn những thằng mà địt mẹ mồm như mồm lồn răng ra xấu, chơi bời cờ bạc lô đề thua tha xong bắt đầu đi xin la liếm, quỳ lạy xong thề địt mẹ tự tử. Đi mẹ mày thề với tao mày đi tự tử, mày đi tự tử cho tao xem nào. Mày chết cho tao xem nào. Một thằng đàn ông mà đi mẹ vì con lôn đề mà thề thoát đi tự tử. Mày cảm thấy mày không thấy nhục à? Mày vẫn luôn vào comment mà xin con đề. Con người ta nó phải có cái vô liêm sỉ. Những cái thằng mà không còn vô liêm sỉ như mày thì không khác gì cái thằng Hoàng ở phủ nhà tao ấy. Địt mẹ thằng ăn cháo đáy bát, những cái thằng mà lừa thầy phản bạn, lừa trên dối dưới, những thằng ấy sống làm gì cho cái xã hội này chật đất ra. Tôi đã nói như này, tôi không mắng đàn bà mà là một thằng đàn ông. Một thằng đàn ông mà còn tệ hơn con đàn bà thì bạn phải biết là nó như thế nào. Chứ tôi không mắng đàn bà, yêu không hết thì thôi, sao đi mắng đàn bà làm gì. Khổ vất vả mà ta, các bạn thích cho tôi cho bạn xem cái comment của cái thằng này kinh khủng. Mẹ, một đàn ông không bằng con đàn bà, mẹ lèo lá xin xỏ lô đề kiếm những cơm mẹ này. Bằng con lô đề không chịu làm, có tay có chân không đi mà làm, ngồi mà kể lể địt mẹ em khổ lắm, em khổ kia. Bố mày đang trời nóng nhất địt mẹ cái Hải Phòng này, bố mày vẫn đang cởi trần đứng ngoài đường, ngày nào cũng phơi nắng ra địt mẹ đen như bao công như kìa. Cái địt mẹ nhà mày còn nhà còn cửa nắng mày còn ở trong mát, bố mày còn đứng ngoài trời kìa, cật lực cật nắng ra kìa, xúc đất xúc vữa xúc cát kìa, lửa câu bố mình chả kêu khổ thì thôi. 3 ngày bố mày ăn cơm một lần, địt con mẹ nhà mày cái loại mày còn địt mẹ khổ như bố mày không, dã mẹ mày họng ra ấy. Dám nói khổ với mình. Tôi nói anh em thì mẹ tôi ghét chất là cái loại giày ăn mỏng làm lười lao động. Cứ vào xin trực trõm, xin làm gì? Đời đít bùi phải xin ai thì mẹ cuộc đời chả ai cho mình cái gì, mình phải xin bố con này. Học đi và tự cứu mình. Tối tôi đang bận gì ấy, nhưng mà có cái cuộc điện thoại cách đây tầm tiếng. Cứ gọi điện thoại anh ở Hà Nội, chú giúp anh công đức hết bà phủ. Đít con mẹ ta cần gì tiền của mày mà mày phải công đức, mày không công đức. Địt con mẹ cái đồng tiền cờ bạc của mày, mày còn chưa thân mày lo cho xong, mày còn địt mẹ mày cũng nói phét đi, quen mùi đi nói chuyện người khác. Đàn ông thì nó một là một, hai là hai, nó phải dứt khoát. Địt mẹ mày lèo lá hơn con đàn bà. Địt mẹ tôi ghét loại đàn ông như thế. Sống không đáng tôn trọng, không lẻ và không đáng tôn trọng loại đàn ông. Không lẻ và không tôn trọng cái loại này. Địt mẹ nó vớ vẩn. Mai có gì là đích thân tôi lên Hà Nội tôi lấy. Còn nếu không thì tôi sẽ nhờ anh Trung. Anh Trung anh Lam ở Hà Nội, anh ấy rước ông Bảy về. Còn tôi không muốn để mà ai tham gia trong chuyện này nữa, bởi vì tôi đã mất niềm tin một lần là tôi sẽ không muốn nữa, bởi vì cái này là phải chắc chắn là phải là tôi đi mua thôi. Và tôi một là tôi lên được, hai là tôi sẽ nhờ anh Nam anh Trung lấy một pho tượng của rước một pho tượng của
Chứ tình trạng bây giờ để cho bà con công đức cái kiểu như này, mang tâm đi tốt nhưng mà mang cho những cái người, người ta không có tâm đi bán hàng thì người ta bán cái kiểu ép hàng nhau nhau thế thì không bền được. Đưa tượng quan đệ ngũ mới cả đưa tượng ông bảy màu áo đỏ bóc đô thì tôi nói các bạn có bực hay không thì tôi còn ngày kia là giữ ông về rồi mà đến giờ tượng bây giờ vẫn không có. Bực mình trả đi trả lại mấy lần liền. Tôi thật sự các bạn là tôi không vui một tí gì đâu, bởi vì những cái việc như này làm nó không được việc, lại mất việc, mất việc. Ngày hôm qua tôi có mặt ở Hà Nội, nếu nó làm đàng hoàng được vắt tôi qua lấy. Mà nó cứ hứa hiu hứa vượn, xong ngày hôm nay chuyển tượng xong tôi cho xe con tôi lên Hà Nội lấy tượng về, đến lúc về mở ra đỏ chót, màu đỏ không có tí màu tím nào cả. Tôi hỏi nó rồi, em ơi đây áo ông bảy màu tím mà tại sao áo ông bảy đỏ chót thế này? Nó bảo đây là màu tím anh ạ, anh không mù màu, đây là đỏ bóc đô, bỏ bóc đô là cái màu đầu bỏ đỏ này nó là đỏ. Mẹ mày 1.000 người nhìn đây là màu đỏ mà em cứ kêu là màu tím, mang thế em bị mù màu à? Làm tượng em đi làm tượng mà em bị mù màu này thì em đi làm gì? Mình rất là bực mình, cực bực mình. Đã không được việc rồi lại còn đi lại mất 3 lần liền, mất tiền ngu xong rồi lại đi đi lại lại, xong rồi lại gọi điện một ngày đến tầm mẹ chục cuộc điện thoại. Nói như cái đài làm như cái việc mà chả được cái việc gì. Nên là tính mình nóng tính, mình nói thật nó bạn là cái gì nóng nó chuẩn. Bật điều hòa xe ô tô đi. Cái gì nóng tính bật điều hòa. Cái gì chuẩn là phải là chuẩn chứ không phải là chuẩn phải là chỉnh. Đi mẹ nó là chỉnh thì đéo gọi là chuẩn đâu. Bùa Thái Lan có tín hay không thì cứ bùa nào mà ngày mai ra đề trực diện thì hãng lẻ, chứ còn bùa nào mà ngày mai ra đề trực diện thì hãng lẻ, chứ còn bùa mà không ra được đề trực diện thì tôi nói thật với anh em thì tốt nhất là lín mẹ đi. Bùa nào mà mai mà đốt cái hay là cúng cái mà mai lổ trực diện thì cái đấy mới là bùa chuẩn, chứ còn cái loại mà đi mẹ cả đời đi ở tét đít vỡ máng vỡ vỉa hầu không tìm Lan Anh thì tốt nhất là lín đi cho nhanh. Tin nhiệm đéo gì ba cái bùa. Thằng nào mua bùa về đây mà hỏi nó câu là mày bán tao cái bùa đánh đề ngày nào cũng trúng ấy. Hôm mai đánh con lô thôi thì mẹ phải trúng. Xem thằng nào dám bán không? Bố bảo thằng nào dám bán thì mẹ biết ngay. Mẹ cứ phải quả bùa 11, 33, 77 như của tôi ấy. Trong 3 ngày phải ra như thế thôi. Vất mà. Tôi nói các bạn biết là đây này, địt mẹ đây mới là bùa chú kinh khủng nhất này. Địt mẹ đây mới là bùa chú mà địt mẹ ngày mai đè đổ ra cái gì ra ấy luôn này. À. Thích đổ cái gì ra cái gì ra đấy này, do tôi làm ra hết này. Cái này là cái bùa chú này do chính tôi lập trình ra này. Đấy, địt mẹ thích bùa chú kiểu gì bùa. Đấy, địt mẹ. Nha. 53 lô gan gì. Địt mẹ à mày, tôi cho 2 ngày nay thông nhá. 12 31 53 95. Tôi cho thông 2 ngày nay liên tiếp. Ngày hôm qua ra 4 con ra 3 con, ngày hôm nay ra 4 con ra 4 con. Không được xiên 4, ngày hôm qua không được xiên 4, ngày hôm nay không được xiên 4. Chỉ được xiên 3 thôi. Ê, tôi nói anh em biết cần gì trình bày nhiều đâu đâu. Thông thì 2 ngày liên tiếp, còn dàn đề thì trong đó có săn chết cái gọi là lẻ chắn và săn cái đầu gọi là săn cái đầu chắn. Săn cái đầu chắn lẻ và chắn chắn trong 3 ngày, ngày mai anh mà đầu chắn không ra coi như hủy, không cần phải theo nữa. Đây tôi cho anh em có cái gì tôi cho ấy. Con 95 này, con 95 này, 53 này, 12 này, con 31 này,
bốn con ra ba, ra bốn con ngày hôm nay, ngày hôm qua tôi cho từ ngày hôm qua và ngày hôm nay đó, hai ngày. Còn đề thì tôi đã nói từ ngày 25, 26, 27 là theo chỉ cần 3 con kép thôi, 11, 33, 77. Mà tôi thích kép là kép Bắc, nếu như thích thì là đánh 77, 88, 99, nót thêm con 11, 33. Còn tôi chỉ khuyên là chỉ đánh 3 con thôi, 11, 33, 77. Anh chú em bảo này, anh chỗ nào mà nó có màu lộn này anh đắp lâu đơn vào cho em nhá, nhá để mai anh em mình tiện sơn. Tí về dặn một người nào đấy là ở đây khi ngủ ấy là nhớ đóng cửa vào. Mấy hai nữa là xem cái thuyền này mưa là phải đừng để nó ướt vào anh ạ, nhá. Mà bên này nó như màu này nó lộn lên thì anh lấy đề can dán vào nhá, để mai khi anh em mình làm nó dễ anh ạ. Đây này, mai là khô thì anh em mình sơn luôn, sáng mai là sơn luôn, sáng mai sơn, chiều mai là xong xuôi hết thì sơn nó nhanh lắm. Có thì tôi cho anh em, tôi có kiệt gì anh em đâu. Mà hai là con 79, 80, 81, 84 có 4 con thôi trong 3 ngày tất tay. Ừ, chào em. Con 79 là tuổi của ông già đấy. 79, 80, 81 và 84, 4 con đấy là trong 3 ngày. Thì đến ngày hôm qua là con 79 ra. Đóng cửa đóng màn đấy. Mày chưa về ngủ à? Làm gì? Gì? Em đi trông xe. Xe đâu? Đến đền Lạng. Đi gì? Đền Lạng. Đền Lạng á? Đường Đà Lạng. Đường Đà Lạng này. Mày nói xoáy tao không nghe không kịp. Anh đã hứa những gì anh làm mà. Anh có bừa bao giờ với ai đâu. Thế á? Rồi ok. Nhà đó hai em. Đây chị đó. Thế mày tán chị à? Hả? Chị nó bệnh thế mày không sợ à? Cho nó ok ổn. Cái này phải dán cấp tốc, không để ngày mai được. Bởi vì sáng ngày mai là tập trung anh em vào sơn. Sơn vào xong rồi đi đốt cái đường điện. Đêm nay ra ngoài kia nó mưa đấy anh ạ. Mưa thì anh bê mấy miếng gỗ ép ở ngoài miếu ông ấy, vất lên bê lên mặt miếu của ông nhá. Con 79 chẳng nhấn mạnh cho rồi, chắc chắn 2 ngày thu vốn thì tôi đã nói rồi mà. Công việc thì anh ơi, tí cái viền dèm này tí vá thêm nhá. Nè. Vá thêm cho nó đẹp vào, nhìn cho đỡ kinh. Xong hết ở chỗ nào ấy. Chào anh em nhá, chúc anh em may mắn. Nếu như cảm thấy quý mến thì yêu thương thì ngày mai anh em về phủ, là một số anh em ở Hà Nội về, còn một số bạn là gửi đồ gì ở Hải Phủ, ở Hà Nội về thì ngày mai là có xe con của phủ lên Hà Nội để lấy tượng. Thì anh em nào mà
anh em nào mà gửi đồ thì báo tôi địa chỉ nhé, là tôi cho xe con xe tải qua lấy đồ. Ngày mai là có xe tuyến xe về Hải Phòng, xe tải của phủ chở đồ về Hải Phòng. Còn thằng Tuấn nó hứa với tôi là 4 ngày nữa là nó sẽ cầm năng lượng mặt trời nó bán tôi, thì tôi sẽ đợi xem nào. Ngày mai chắc là Hải Phòng có mưa, ngày mai ngày kia Hải Phòng sẽ có mưa, nhưng mưa đâu, mưa lác đác thôi chứ không phải là mưa ồ ạt như Hà Nội. Nhưng mong sao đừng mưa, bởi vì tôi khi mong là ngày mùng 5 khi làm lễ xong thì trời đổ mưa cũng được, hay là buổi sáng mưa, chiều mát râm trời, tối mưa, thì tầm 3 giờ, 2 rưỡi 3 giờ là tôi đưa tượng của các ngài từ phủ Long Đức đưa ra ngoài này, để rước các ngài ra ngoài ngự lãm, xong rồi rước các ngài về phủ. Thì sẽ mua pho tượng ông Bảy để ngoài này. Chào chị Bình Nguyễn nhá. Chào Hưng Bari nhá. Chào Nguyễn Văn Trung nhá. Chào Trung. Anh đồ lễ cũng ok ổn rồi. Mua xôi gà hết đầy đủ rồi. Mỗi tội tiền không có nhiều thôi. Mọi năm thì tiền nhiều thì làm sông sinh, mà năm nay thì chả còn tiền gì cả, thì cứ từ tốn em ạ. Ok, tí giật mình trong đêm tôi kết bạn nhá. Mai đầu gì thì cái bộ 28 số tôi đã nói rồi, 28 số ngày hôm qua không ra thì ngày hôm nay phải ra, và cứ nuôi trong đó theo chất cái biểu lam và bắt kép ở trong đấy thôi. Kép đấy nó có 4 số thôi. Cái bảng 28 số đấy cứ cách 1 ngày, 2 ngày đến ngày thứ 3 nó phải ra một lần, không bao giờ chết. Không bao giờ chết cả, nó là cái cữ rồi. Một đập lan quan, không phải nghĩ một cái gì cả. Nó là cái cữ rồi. Anh em nào mà chơi thì nó có cái ba xem rồi, cứ thế mà làm thôi. Nó là cái cữ, nó là cái ba xem rồi. Nên là không chạy đi đâu được cả. Bảng thì nó nằm ở trong hệ thống cốt thôi. Em bảo này. Anh Hào ơi. Anh Hào. Nhớ công việc em dặn nhá. Thế. Ok. Đêm mà mưa nhớ là trong cái tàu đừng để cho nó ướt nhá. Bỏ cái vòi kia ra này, vòi không nó phi thẳng nước vào ống bô này. Cái vòi nhôm này. Bỏ ra. Xem là nó có tạt hắt gì không, như là phải cẩn thận nhá, đừng để ướt cái gì cả. Ok. Nhưng mà phải để anh ấy làm cho xong đó. Chứ bây giờ chưa xong thì chưa giải quyết được việc gì đâu. Đề phòng cái ngày cồn cơn mưa là nó sẽ đêm nay có cơn mưa đấy. Em chạy về phủ đây. Anh em nào mà cảm thấy thích nữa thì tôi sẽ cho cái đoạn cốt. Cái đoạn cốt này tới đây nó sẽ là đoạn cốt tech thôi, nhưng mà sẽ cho ra. Bạn nào thích thì tôi sẽ cho ra. Thằng béo nhá, làm gì làm đừng phá nhá, địt mẹ. Con lợn này lại nhổ sim linh tinh nhá. Hả? Thế không bắt được vào à? Hả? Cái gì? Sim nào? Đổ chưa? Chạy chưa? Nghĩ rồi. Sim 3G để ta mai đi mua cái sim mà dùng 1 năm ấy. Dùng 1 năm ấy để cho đỡ tốn. Anh để cho anh Tú anh dán lốt này á, bởi vì cái này ngày mai nó mấy cơ. Cấp tốc ngày mai. Ngày hôm nay nắng ốm.
Ôi cái 28 số thì tôi cho mà. 28 số thì tôi cho mà. Cái bạn các bạn comment thì tôi cho. Cái bảng vuông vuông mà tôi mới làm hàng hình chữ nhật là trong ngày mai ngày kia nó lại ra tiếp. Cái bảng đấy là nó chỉ có tầm 11 số thôi. Chỉ ngày mai không ra thì ngày kia nó ra. Cứ thế mà làm thôi. Nắm vào chung làm, nắm chắc vào không bao giờ tuột được. Kể cả mai có lên Bắc, lên đầu 8 nữa, đầu 7 nữa thì kệ mẹ nó. Con 74 này, con 78 này, con 84 này, 86 hay 89 này và 81 này. Hay là con 76 hay là con 71 ấy. Vào đầu Bắc nó sẽ ra được những con đấy, nó ra đề những con đấy. Đối với tôi bây giờ là đầu Bắc là tôi bỏ, không theo. Quan điểm ngày mai con đề đổ đầu Bắc. Ngày mai kia nó đổ đầu Bắc thì tôi cũng không quan trọng, không quan tâm. Mình đang theo cái gì nó ra được thì thôi. Còn ngày mai mà theo nốt con chẵn mà không ra, tuyên bố nghỉ, bỏ. Trên đây, trên live stream này chịu khó xem thì tôi đăng lên mà. Bởi vì tôi đăng nhiều lên bọn bán số nó vào, nó đi lừa bà con nhiều lắm nên là tôi không thích. Quý anh em thì tôi cho anh em mà, chứ tôi có kiệt gì anh em đâu. Tôi vẫn đăng cho anh em thì anh em cố gắng làm sao mà xem live stream thì chụp lại cái màn hình đi là được. Nhưng mà cứ cãi đâu được, thời gian nó còn nguyên. Hôm nay là kết quả xổ số là đổ kép 11. Lịch dương hôm nay là ngày 25 tháng mấy nhỉ? Hôm nay ngày bao nhiêu vậy các bạn nhỉ? 26. Hôm nay là hôm quay là bây giờ sang ngày 26 đó. Đúng rồi. Hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm 2020. Mình sẽ dự đoán đây là các bạn đã xem live stream thì chắc là chẳng tượt đâu à. Bởi vì đang xem live stream trên Facebook của tôi thì chỗ này thì những người đang mắt live xem là vào bây giờ tầm 12 giờ đêm sang 1 giờ đêm. 1 giờ 12 giờ 50 phút buổi đêm. Trà ơi, xuống Sơn Đồng Hoài Đức ngày mai có thể tôi có mặt ở trên Hà Nội mua tượng ở Sơn Đồng Hà Nội mua tượng bảy. Chắc là ngày mai tôi là tôi mua được mà. Bởi vì tượng trên đấy là nó có sẵn, nó không phải là cái tượng mà không phổ cập, mà tượng bảy là màu tím ai nhìn cũng biết. Đi mua tượng bảy, mua đưa cái tượng màu đỏ, đưa quan để ngũ này xong rồi lại còn đưa cái tượng màu đỏ, bực lắm. Tính tôi không thích là tôi không nói nhiều nữa. Ơi, chúc anh em may mắn nhá. Buổi tối may mắn, mọi việc tốt lành, an lành cho phủ và mọi việc thì nó cần phải được việc. Tôi cũng quý anh em lắm, mong sao mọi việc nó đến với các bạn đều những điều tốt. Tôi cũng đang có những cái khó khăn, bây giờ tôi về phủ xem bà con mưa gió như thế nào, nước nôi như thế nào, công việc như thế nào, cần phải làm những cái gì như thế nào để cho nó xong luôn. Mà bây giờ thì công việc bây giờ chuẩn bị mưa gió rồi thì cần phải lo toan cho quần áo, cơm áo, gạo tiền, cái mặc. Cuối đâu hết rồi mình nhỉ? Cuối hôm qua cầm về đâu hết rồi? Đấy không đủ đâu, toàn những gối đẹp thôi cơ. Bảo anh em để gọn nó vào chứ đừng vứt lung tung rồi. Người ta đến, bệnh nhân đến người ta lấy gối đẹp, người ta cầm về hết. Giống như chăn màn gối, người ta cầm sách về hết. Ok. Ôi chào anh em nhá. Chúc anh em buổi tối may mắn. Bây giờ tôi về tôi làm việc một chút. Số điện thoại của tôi là 0374375999. Tôi chủ của Phú Đức. Số tài khoản của Phú Đức là Nguyễn Hoài Đức. Mã số tài khoản là 10700226853 Vietinbank chi nhánh ở Hải Phòng. Chào tất cả anh em nhé, yêu tất cả anh em thôi. Có duyên anh em mình cứ chia sẻ.